Anh ơi, 14 viên em về đủ rồi anh ạ. Mà tất cả đều là nguyên siêu hết anh ạ. À thế à? Nguyên siêu hết đấy. Thế cho anh xem con này. À đây, anh ơi, cái này là bạn màu tím luôn đấy anh ạ. Tím hot à? Lắm. Nguyên siêu, vâng. Nguyên kiện. À, màu tím này hot trend em nhỉ? Thôi em à? Em không ạ. Đâu kêu nhỉ? Thôi anh. Anh sáng giờ đã kiếm được con nào đâu mà kêu. Đi ra đây, ra đây, ra đây, ra đây. Anh bảo này, có vấn đề đấy. Nhưng cái lúc mà cửa hàng không có ai, có mỗi anh với em ấy, thì em giải quyết đi. Chứ bây giờ máy nguyên siêu ấy, làm sao mà có người gọi trong ra được. Bây giờ cái chuyện này mà đến tai khách hàng, đến tai người khác thì sao? Cửa hàng như nào, công ty như nào, chắc chắn không bình yên đâu. Bão tố đấy. Anh ơi, có ai gọi này? Tùy em giải quyết rồi em xử lý thế nào là việc của em. Án gọi anh ơi. Án nào? Cái thằng Phạm Trọng Án này nó gọi 2 cuộc anh nhỉ? Bố anh. Alo bố ạ. Bố không phải vào, con xong việc con ra. À em hiểu vấn đề nhá. Anh với cả bố anh là cấu kết với nhau gì? Em mất quá nhiều lần anh Phạm Nhân Thắng và bác Phạm Trọng Án ạ. Im. Vâng. Biết vấn đề đây là cái gì không? Là gì ạ? Là cả anh và bố anh đều biết cái sự việc này rồi. Cái sự việc là cái điện thoại này nó đã mất siêu. Thế tại sao lại nằm ở trong cái hộp này và cái hộp này nằm trên cái tủ kia? Không biết ạ. Mà lại còn đổ chuông. Bây giờ như nào? Hả? Anh có cái phương án nào thì anh... Có phương án. Anh có phương án ngay từ lúc cái điện thoại nó còn chưa đổ chuông cơ. Thế bây giờ em phải đưa cho anh một con màu tím như này nữa. Nhưng mà anh ơi, cửa hàng em mà em xếp thì em thấy là hết màu tím rồi anh ạ. Còn, kìa kìa, cạnh cái con bên phải kìa. Đó, đấy luôn cho anh không có đổ chuông bây giờ đấy.